Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin Bóng Đá, nơi cập nhật những thông tin bóng đá mới hấp dẫn và uy tín. Mong các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng những lượt like, lượt chia sẻ video và đăng ký cho kênh. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đi vào nhận định dự đoán kết quả trận đấu giữa Real Madrid và Espanyol trong khuôn khổ vòng 25 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha mùa giải 2022-2023. Trận đấu giữa Real Madrid và Espanyol sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 3 năm 2023. Về kèo nhà cái trận đấu bóng đá giữa Real Madrid và Espanyol, theo các nhà cái, Real Madrid đã gây thất vọng lớn trong thời gian gần đây. Họ để thua Barcelona trong trận bán kết lượt đi Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Ngoài ra, ở đấu trường La Liga, thầy trò huấn luyện viên Ancelotti lần lượt bị Atletico Madrid và Real Betis cầm hòa. Cách biệt với Barca giờ đã lên thành 9 điểm và đội bóng Hoàng gia gần như không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương. Họ cần phải cải thiện lối chơi và để hiệu quả khi gặp Espanyol. Trong khi đó, đội khách sau khi đánh bại Eche và Mallorca đã không thể có được kết quả như ý trên sân của Real Valladolid. Espanyol bị dẫn 2 bàn và pha lập công muộn của Pep Whiter chỉ mang ý nghĩa danh dự. Cách biệt giữa họ và nhóm cầm đèn đỏ hiện không đủ an toàn và thầy trò huấn luyện viên Diego Martinez vẫn phải chất chiêu từng điểm số trong giai đoạn tiếp theo. Và một trận hòa trước Real Madrid ở trận đấu này sẽ được coi là rất thành công. Đánh giá trận đấu giữa Real Madrid và Espanyol, các nhà cái châu Á cho rằng mức kèo Real Madrid chấp 1/3 không phải là con số dễ vượt qua, dù cách biệt về đẳng cấp giữa câu lạc bộ là rất lớn. Thầy trò huấn luyện viên Ancelotti luôn nằm trong top những câu lạc bộ mạnh nhất ở La Liga nói riêng và cả châu nói chung. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của họ không mang lại nhiều sự tin tưởng. Tổng chủ sân Santiago Bernabeu đủ sức đánh bại Espanyol, nhưng cách biệt về tỷ số sẽ không quá lớn ở trận đấu này. Về tỷ lệ bàn thắng trong trận đấu giữa Real Madrid và Espanyol, như đã phân tích ở trên, Espanyol không có hàng công mạnh mẽ và rất hiếm khi họ tạo ra những trận đấu có nhiều bàn thắng. Trước một đối thủ mạnh như Real Madrid lại phải đá trên sân khách, thầy trò huấn luyện viên Diego Martinez càng có lý do để nhập cuộc với sự thận trọng. Ngược lại, các chân sút bên phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng không có được phong độ cao, đặc biệt là Karim Benzema. Vì thế, nhiều khả năng trận đấu tới giữa Real Madrid và Espanyol sẽ kết thúc mà không nhiều bàn thắng được ghi. Đánh giá trận đấu giữa Real Madrid và Espanyol, các nhà cái châu Âu cho rằng trong trận lượt đi, Espanyol dù được đá trên sân nhà nhưng đã thua tan nát với tỷ số 1-3. Với việc Real Madrid không có được kết quả tốt trong thời gian gần đây, các cổ động viên của đội khách đang mong đợi một kết quả tốt hơn cho thầy trò huấn luyện viên Diego Martinez. Đáng tiếc là thực lực của đội chủ sân Bernabeu vẫn vượt trội hẳn. Dù sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng họ đủ sức giành 3 điểm trong trận đón tiếp Espanyol ở vòng 25 La Liga mùa này. Tựu chung lại thì trong 3 trận đối đầu gần nhất hai câu lạc bộ, Real Madrid đều nắm quyền chủ động về mặt thế trận và tạo ra khá nhiều cơ hội. Tuy nhiên, khi mà cả Benzema và Vinicius đều không có được những điểm rơi phong độ tốt nhất thì đội chủ sân Bernabeu không có được những bàn thắng. Hàng thủ của Espanyol sẽ có cơ hội để ngăn cản các pha lên bóng của đối thủ ít nhất là trong hiệp 1. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng được dự đoán là sẽ có chiến thắng cho đội bóng áo trắng. Được biết, trận đấu giữa Real Madrid và Espanyol trong khuôn khổ vòng 25 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga mùa giải 2022-2023, trận đấu giữa Espanyol và Real Madrid sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 3 năm 2023. Theo bạn, giữa Real Madrid và Espanyol, đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến, nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Tin Bóng Đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.